Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, do Chủ tịch huyện Đinh Văn đăng ký tại buổi làm việc ngày 17 tháng 12, sau khi nghe ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, giải trình cùng ý kiến của Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà xác định hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường này, bữa ăn có 2 gói mì tôm chan cơm của 11 học sinh là có thật. Tuy nhiên, để có đầy đủ các căn cứ dữ liệu thực hiện các nội dung xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, cần phải kiểm tra xác minh làm rõ thêm nội dung phản ánh. Theo phóng sự của VTV24, bữa ăn bán trú tại trường Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bất thường, bị cắt xén. Mỗi mâm, 11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm nấu loãng và vé cơm, trong khi bản thực đơn ghi mỗi học sinh được 1 gói mì tôm và 1 quả trứng. Với bữa trưa và tối, học sinh được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau. Dù trên bảng ghi ngày 14 tháng 11, ngoài ra thực phẩm cho hai bữa còn có 14kg thịt lợn và 11kg xương, thậm chí rau bếp bị thối, học sinh được bị động xuống nhặt. Liên quan đến sai phạm trong vụ Việt Á, Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá quân đội, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, chuẩn bị hầu tòa ngày 27 tháng 12. Ngày 18 tháng 12, nguồn tin cho biết, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội vừa có quyết định đưa ra xét xử Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Hồ Anh Sơn, cựu Thượng tá Quân đội, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự thuộc Học viện Quân y, Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật thuộc Khoa học Công nghệ và 4 bị cáo khác trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa sẽ được diễn ra ngày 27 tháng 12 tại Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội do thẩm phán Trung tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa. Trước đó, cơ quan điều tra hình sự Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu thượng tá Hồ Anh Sơn và cựu đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị vật tư thuộc Học viện Quân y. Ông Sơn và ông Hiệu bị bắt với cáo buộc liên quan đến những sai phạm trong việc nghiên cứu chế tạo bộ phận sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kit xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã điều tra, truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Theo đó, ngày 16 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ly Na, sinh năm 1987 và Nguyễn Trọng Duy, sinh năm 1978, cùng trú phường An Phú, thành phố Tam Kỳ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, năm 2021 đến nay, Na và Di cho khoảng 76 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay hơn 9 tỷ đồng với lãi suất 120-180% trên năm, đã thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ, Công an huyện Đại Lộc bắt đối tượng Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1995, trú xã Di Phước, huyện Di Xuyên, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 2022 đến nay, Phúc mua một tài khoản fanpage Facebook đăng tải nhiều thông tin với nội dung bán các loại xe máy giá thấp hơn so với thị trường, rồi chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận người mua. Khi có người liên hệ mua xe, Phúc gọi điện nhắn tin tư vấn về chủng loại, giá thành, hình thức giao xe và yêu cầu người mua xe gửi thông tin địa chỉ, giấy tờ tùy thân để Phúc làm giấy đăng ký xe chính chủ, mục đích là tạo lòng tin dẫn dụ người mua xe đặt cọc để chiếm đoạt tiền. Theo điều tra, Phúc đã lừa nhiều bị hại với số tiền trên 600 triệu đồng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 61+300 cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày. Ô tô đầu kéo có rơ móc biển kiểm soát 43R02764 di chuyển trên cao tốc theo hướng Nam Bắc, đâm trực diện vào xe đầu kéo có rơ móc biển kiểm soát 37R03910. Sau vụ va chạm, một xe đầu kéo đã phát lửa bốc cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều phương tiện lực lượng đến hiện trường, nhanh chóng đến cứu hộ, cứu nạn. Hậu quả vụ tai nạn đã làm một người thiệt mạng, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện tại chưa xác định được danh tính các nạn nhân. Hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng và bốc cháy. Đội tuần tra kiểm soát số 4, Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt bảo vệ hiện trường ngay sau khi tiếp nhận thông tin tai nạn trên cao tốc, thông báo đến cơ quan điều tra thị xã Hương Trà để thực hiện điều tra làm rõ. Liên quan đến việc
chủ dãy trọ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị sát hại. Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều ngày 14 tháng 12, Nguyễn Văn Hải, 33 tuổi cùng vợ và Quỳnh Văn Hùng nhậu tại một quán ở thành phố Thủ Đức. Đến 10 giờ, Hải gọi Lê Ngọc Tây, 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, chủ một dãy trọ, rủ đến một quán karaoke cùng ở thành phố Thủ Đức để nhậu tiếp. Cuối buổi hát karaoke, nhóm này tiếp tục đến một quán ốc trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh ăn nhậu. Tại đây, anh Tê ra về trước, Hải và Hùng sau đó tìm đến nhà anh Tê để rủ anh này đi nhậu. Hơn 23 giờ, khi Hải và Hùng đến nhà anh Tê, thì anh Hải và anh Tê xảy ra xô xát, rượt đuổi, lôi kéo, khiến anh Tê ngã ra đường bất tỉnh. Hải, Hùng sau đó kéo anh Tê lên vỉa hè phía trước dãy trọ của gia đình rồi bỏ đi nhậu tiếp. Nhậu xong, họ quay trở lại dãy trọ trên thì thấy anh Tê còn bất tỉnh nên báo tin cho gia đình hỗ trợ đi cấp cứu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Liên quan đến vụ việc, công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm trong vụ việc là Hải. Những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật liên tục sẽ nối tiếp chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Lãnh đạo công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân nhóm thanh niên chặn đầu ô tô tải, đập phá làm chiếc xe bị hư hỏng. Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 12 trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Lúc này, khi chiếc xe tải có cầu tự hành đang lưu thông trên quốc lộ đã bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chặn đầu và đuôi xe. Bị truy đuổi, bao vây, tài xế xe tải đã đánh lái nhằm chạy thoát. Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn hung hãn dùng hung khí tấn công vào phía tài xế ngồi, làm kính ô tô bị vỡ nát. Vụ việc diễn ra vào thời điểm có nhiều phương tiện lưu thông trên đường, khiến nhiều người hú vía. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Gia Lai xác nhận công an huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Phạm Hoàng, nguyên cán bộ Agribank chi nhánh huyện Đắc Bơ thuộc Agribank chi nhánh Đồng Gia Lai quản lý. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắc Bơ đã bắt tạm giam ông Nguyễn Phạm Hoàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra ban đầu xác định ông Hoàng là phó trưởng phòng khách hàng Agribank chi nhánh huyện Đắc Bơ. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 2023, ông Hoàng đã đưa thông tin gian dối có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người. Sau khi vay được 7,3 tỷ đồng, ông Hoàng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Chí Tâm, sinh năm 1988, trú tại xã Phú Mậu, thành phố Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay, mượn, mua bán giao dịch bất động sản. Bằng hình thức này, Tâm đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền trên 15 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, Tâm cắt thông tin liên lạc, các tài khoản mạng xã hội và bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, đấu tranh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Tâm. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa tổ chức triệt phá một đường dây buôn bán tàng trữ pháo nổ quy mô lớn tại huyện Đức Trọng. Số pháo hiện lên đến 623 kg tại nhà Lê Minh Trực, 34 tuổi, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Thông tin ban đầu, qua thời gian điều tra, công an đã bắt quả tang Lê Quy Tuyên, 31 tuổi, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, đang giao dịch mua bán pháo nổ với Lê Minh Trực tại một ngôi nhà trên đường Bạch Đằng. Hình thức liên lạc mua bán pháo nổ của hai người này là qua mạng xã hội. Cụ thể, khám xét ngôi nhà của Trực, cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều loại pháo nổ với tổng khối lượng 623 kg. Bước đầu, những cá nhân liên quan đều thừa nhận hành vi vận chuyển, mua bán tàng trữ pháo nổ trái phép. Lê Minh Trực khai nhận toàn bộ 623 kg pháo do người này mua thông qua mạng xã hội Facebook, rồi thông qua mạng xã hội bán kiếm lời. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý được cập nhật đến 18 giờ 30 phút. Mời quý vị đón theo dõi. Quân đội Israel ngày qua thông báo họ đã phát hiện một đường hầm lớn ở Gaza, gần nơi từng là nút giao đông đúc dẫn vào chính Israel. Lối vào đường hầm nằm gần một căn cứ quân sự của Israel và cách ngã tư Erez, nơi an ninh được thắt chặt vài trăm mét. Mô tả đây là đường hầm lớn nhất từ trước tới giờ được phát hiện ở Gaza. Quân đội Israel cho biết thêm, đường hầm nêu trên dài hơn 4 km, kết nối một mạng lưới đường hầm trải dài trên khắp Gaza và đủ rộng để ô tô đi qua. Họ đồng thời khẳng định đường hầm được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động vận chuyển phương tiện, nhân sự và vật tư để chuẩn bị cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 mà Israel khẳng định là khiến ít nhất 1.200 cư dân nước này thiệt mạng.
giới chức quân sự, tình báo và chính trị gia Israel thời gian qua bị chỉ trích nặng nề vì không ngăn chặn được cuộc tấn công nêu trên, theo hãng tin AP. Thiếu tướng Liadina, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, các cơ quan an ninh Israel không biết sự tồn tại của đường hầm kể trên trước ngày 7 tháng 10 vì lực lượng biên phòng của họ chỉ lưu ý những đường hầm đi vào Israel. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ thành lập quân khu mới để củng cố các vị trí của mình gần Phần Lan nhằm đáp lại quyết định gia nhập NATO của nước này. Ông Putin đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vừa qua. Theo ông Putin, Helsinki chưa gặp bất kỳ rắc rối thực sự nào với Moscow trong nhiều thập kỷ, nhưng bây giờ thì có. Ông Putin nói, phương Tây lôi kéo Phần Lan vào NATO, chúng ta có tranh chấp gì với Phần Lan không? Mọi tranh chấp, kể cả những tranh chấp có tính chất lãnh thổ vào giữa thế kỷ 20, đều đã được giải quyết từ lâu. Ông Putin lưu ý rằng Nga thực sự không có tranh chấp lãnh thổ với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào. Để đối phó việc NATO mở rộng Moscow sẽ thành lập quân khu Leningrad, đóng ở khu vực Tây Bắc, Moscow nhiều lần cho rằng quyết định của Phần Lan là sai lầm, vì thực tế là các nước láng giềng không có bất kỳ vấn đề song phương nào chưa được giải quyết. Một nhân chứng cho biết, Tổng thống Joe Biden an toàn sau khi một chiếc ô tô va chạm với một chiếc xe trong đoàn hộ tống Tổng thống. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa rời khỏi trụ sở chiến dịch tranh cử thì vụ va chạm xảy ra. Nhân chứng cho biết, bà Jill Biden cũng an toàn sau vụ việc. Vợ chồng ông Biden rời khỏi trụ sở tranh cử ở trung tâm thành phố Wilmington, bang Bắc Carolina trong mưa sau khi dùng bữa với các thành viên trong nhóm tái tranh cử. Một chiếc ô tô màu bạc mang biển số bang Delaware đã lao vào một chiếc xe trong đoàn hộ tống ông Biden ở lối vào trụ sở ngay sau khi Tổng thống Mỹ trả lời câu hỏi của phóng viên. Đoạn video cho thấy các nhân viên mật vụ hậu tống ông Biden ra xe sau vụ va chạm. Chiếc ô tô va chạm bị hư hỏng và nhanh chóng bị nhân viên an ninh bao vây sau khi dừng lại. Chủ xe cũng nhanh chóng bị khống chế. Nhân chứng cho biết, vợ chồng ông Biden trở về nhà an toàn ở Wilmington sau vụ việc. Chiến sự ở dải Gaza giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì những căng thẳng leo thang trên Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi ở Yemen gây nên, khiến giới quan sát lo ngại. Tạp chí Politico dẫn hai nguồn tin quân sự Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc vừa điều chuyển nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower từ vịnh Ba Tư vào vịnh Aden, ngay ngoài khơi Yemen. Theo các nguồn tin, Mỹ vốn không muốn dùng vũ lực với Houthi vì ngại khiêu khích Iran, quốc gia hậu thuẫn cho cả ba nhóm Houthi, Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở dải Gaza. Tuy nhiên, việc Houthi leo thang tấn công tàu hàng những ngày gần đây có thể khiến Mỹ đổi ý. Theo đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét phương án đáp trả quân sự Houthi ở Yemen sau khi nhóm này triển khai các cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng Mỹ trên Biển Đỏ hôm 16 tháng 12. Hai quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Tổng thống Biden tiết lộ với tờ Politico rằng Lầu Năm Góc đã điều chuyển nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower từ vịnh Ba Tư sang vịnh Aden ngoài khơi Yemen để hỗ trợ các cuộc tấn công đáp trả của Mỹ nếu có. Họ đồng thời cho biết quân đội Mỹ cũng đã chuẩn bị phương án tấn công Houthi cho giới chỉ huy quân sự. Theo Politico, chính quyền Tổng thống Biden chưa đáp trả quân sự các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại trong những tuần gần đây vì không muốn khiêu khích Iran, quốc gia hậu thuẫn Houthi. Trước đây, Lầu Năm Góc từng khuyên chính quyền Tổng thống Biden đừng trả đũa quân sự. Tuy nhiên, sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công trong những ngày gần đây có thể khiến giới chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ thay đổi tính toán. Tàu khu trục Mỹ USS Kearney hoạt động ở Biển Đỏ đã bắn hạ 14 máy bay không người lái UAV được triển khai từ lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở Yemen vào sáng ngày 16 tháng 12. Tàu khu trục HMS Diamond của Anh cũng đã bắn hạ một UAV của Houthi. Trước đó một ngày, UAV của Houthi đã tấn công tàu cơ giới Al-Zahra treo cờ Liberia trên Biển Đỏ, gây ra hỏa hoạn. Cũng trong ngày 15 tháng 12, Houthi phóng hai tên lửa đạn đạo về phía eo biển Bab El Mandeb. Với một quả trong số này, trúng tàu cơ giới Palatium 3 treo cờ Liberia. Những vụ tấn công như trên gây tác động đáng kể đến thị trường thương mại. Maersk, công ty vận tải biển lớn nhất thế giới, ngày 16 tháng 2 quyết định tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển qua eo biển Bab El Mandeb, tuyến đường quan trọng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng giữa Biển Đỏ và vịnh Aden. Lầu Năm Góc đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, triển khai thêm 3 tàu khu trục đến biển Địa Trung Hải trong tuần này. Các tàu này sẽ tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald Darfort, vốn đã hoạt động ở Địa Trung Hải kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Bên cạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ,
Houthi còn phóng UAV và tên lửa chống lại Israel. Những cuộc tấn công này, theo Houthi, nhằm buộc Israel ngừng chiến dịch đáp trả Hamas ở Gaza. Cũng trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM cho biết các máy bay không người lái đã bị bắn hạ hôm 16 tháng 12 mà không gây thiệt hại gì cho tàu bè trong khu vực, không có báo cáo về thương vong. Trong khi đó, AP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Gransad thông báo chiến hạm HMS Diamond của nước này đã bắn một tên lửa Sea Viper và hạ một chiếc máy bay không người lái khác đang nhắm mục tiêu vào tàu hàng. Sự việc xảy ra trong đêm 16 tháng 12, đánh dấu lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Anh bắn hạ một mục tiêu trên không trong khu vực kể từ chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Theo ông Sharp, các cuộc tấn công của Houthi vào tàu hàng tại khu vực huyết mạch thương mại toàn cầu là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải. Ông Sharp tuyên bố, Vương quốc Anh cam kết đẩy lùi các cuộc tấn công này để bảo vệ dòng chảy tự do của thương mại toàn cầu. HMS Diamond đã được Anh điều động đến khu vực này 2 tuần trước với mục tiêu răn đe tham gia cùng các tàu chiến của Mỹ, Pháp và một số nước khác. Cũng trong ngày 16 tháng 12, Houthi nói đã bắn một loạt máy bay không người lái vào thành phố cảng Eilat, miền nam Israel. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin phòng không của họ đã bắn hạ một vật thể bay ngoài khơi thị trấn nghỉ mát Dahab trên Biển Đỏ. Mối đe dọa với thương mại quốc tế đã gia tăng khi tàu container và tàu chở dầu gắn cờ một số quốc gia bao gồm Na Uy và Liberia bị tấn công, bị bắn bằng tên lửa khi đi qua tuyến đường biển giữa châu Phi và bán đảo Ả Rập. Đầu tháng này, ba tàu thương mại ở Biển Đỏ đã bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo của Houthi. Quân đội Mỹ thời điểm đó nói rằng họ đã bắn hạ 3 máy bay không người lái. Hôm 16 tháng 12, hãng vận tải container của Pháp CMA-CGM Group cho biết họ đã yêu cầu các tàu dự kiến đi qua Biển Đỏ tạm dừng hành trình ở vùng biển an toàn và chờ cho đến khi có thông báo mới. Trước đó một ngày, công ty vận tải biển lớn nhất thế giới Maersk của Đan Mạch cũng yêu cầu các tàu của mình dự kiến đi qua eo biển Bab en Mandeb ở Biển Đỏ phải dừng hành trình. Công ty vận tải Hapag-Lloyd của Đức cũng đưa ra yêu cầu tương tự, hiệu lực đến ngày 18 tháng 12. Người phát ngôn của Houthi Mohammed Abdel Salam lên tiếng hôm 16 tháng 12 rằng nhóm này đã tham gia vào các liên lạc và thỏa thuận với các bên quốc tế do Oman làm trung gian. Theo Al Jazeera, tuyên bố này không xác định các bên quốc tế nào đang tham gia các cuộc đàm phán diễn ra khi nào, nhưng là dấu hiệu cho thấy Houthi có thể sẵn sàng hạ nhiệt hành động gây hấn. Hai nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đang tới Tel Aviv để tư vấn cho chính phủ Israel về cách chuyển từ các hoạt động tiêu diệt Hamas hiện nay sang chiến dịch hạn chế hơn để ngăn xung đột lan rộng. Chuyến đi của hai nhà lãnh đạo quân sự Mỹ diễn ra khi nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen ngày 16 tháng 12 phát động đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 giờ địa phương, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Kearney hoạt động ở Biển Đỏ đã bắn hạ 14 máy bay không người lái được phóng từ các khu vực của Yemen do nhóm Houthi kiểm soát. Viết trên X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM cho biết các máy bay không người lái đã bị bắn hạ hôm 16 tháng 12 mà không gây thiệt hại gì cho tàu bè trong khu vực, không có báo cáo về thương vong. Anh cũng cho biết một trong các tàu chiến của họ đã bắn hạ một máy bay không người lái bị nghi ngờ tấn công tàu thương mại. Theo hãng tin AP, đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công đe dọa tàu thương mại ở Biển Đỏ. Houthi dọa tấn công các tàu có liên quan tới Israel cho đến khi Israel dừng tấn công nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza. AP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Gransad thông báo chiến hạm HMS Diamond của nước này đã bắn một tên lửa Sea Viper và hạ một chiếc máy bay không người lái khác đang nhắm mục tiêu vào tàu hàng. Sự việc xảy ra trong đêm 16 tháng 12, đánh dấu lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Anh bắn hạ một mục tiêu trên không trong khu vực kể từ chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Theo ông Sharp, các cuộc tấn công của Houthi vào tàu hàng tại khu vực huyết mạch thương mại toàn cầu là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải. Vương quốc Anh cam kết đẩy lùi các cuộc tấn công này để bảo vệ dòng chảy tự do của thương mại toàn cầu, ông Sharp tuyên bố. HMS Diamond đã được Anh điều động đến khu vực này 2 tuần trước với mục tiêu răn đe tham gia cùng các tàu chiến của Mỹ, Pháp và một số nước khác. Cũng trong ngày 16 tháng 12, Houthi nói đã bắn một loạt máy bay không người lái vào thành phố cảng Eilat, miền nam Israel. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin phòng không của họ đã bắn hạ một vật thể bay ngoài khơi thị trấn nghỉ mát Dahab trên Biển Đỏ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo quốc phòng Mỹ đang hy vọng ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng thông qua sự hiện diện quân sự ở mức độ cao của Mỹ và bằng cách giao tiếp với phía Israel để khiến nước này giảm bớt chiến dịch bắn phá hiện nay.
Những quan chức Mỹ tới Israel bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Sackler Brown. Tuy nhiên, AP không rõ lời khuyên từ quan chức Mỹ sẽ tác động đến chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến mức nào. Nỗ lực của Israel trở nên phức tạp do dân số đô thị đông đúc và mạng lưới đường hầm của Hamas, cộng với việc Hamas bị cáo buộc sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Vào ngày 16 tháng 12, Thủ tướng Netanyahu thông báo các cuộc đàm phán trao đổi con tin với Hamas do Qatar làm trung gian đang được tiến hành. Thông tin chi tiết chưa được công bố, nhưng ông Netanyahu khẳng định Tel Aviv vẫn sẽ duy trì áp lực quân sự đối với Hamas tại giải Gaza. Ông Netanyahu nói, nếu không gây áp lực quân sự, chúng tôi đã không thể giải thoát cho 110 con tin trước đó. Lợi thế của phái đoàn đàm phán hoàn toàn dựa vào kết quả của hoạt động quân sự. Không có chiến dịch này, chúng tôi không thể làm gì. Theo hai nguồn tin an ninh Ai Cập, giới chức Israel dường như sẵn sàng hơn để đạt được một thỏa thuận mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các tù nhân Palestine để đổi lấy việc giải cứu các con tin. Tuy nhiên, Hamas đã thẳng thừng bác bỏ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 19 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 đến 12 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Trên biển, từ ngày 19 tháng 12, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm 19 tháng 12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động mạnh. Trong đợt rét đậm, rét hại này, ở khu vực Trung Du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 19 tháng 12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 19 tháng 12 đến 27 tháng 12, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá đến khoảng ngày 25 tháng 12. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm đến khoảng ngày 24 tháng 12. Ở Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng từ ngày 22 đến 24 tháng 12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Phía Bắc trời rét. Ở Nam Trung Bộ, từ ngày 21 đến 25 tháng 12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, từ đêm 22 đến 25 tháng 12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số 18 chỉ đạo ứng phó rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, công điện nêu rõ, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17 đến 20 tháng 12, khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C, cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm rét hại. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây, có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét. Hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh phù hợp hiệu quả. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, nắm chắc tình hình về rét đậm, rét hại và băng giá, sương muối có thể xảy ra, chủ động toàn diện các biện pháp kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ là nòng cốt để bảo vệ nhân dân, cộng đồng dân cư, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự tại cơ sở, tập trung cao điểm các kế hoạch công tác, biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân. Thứ hai, kịp thời thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, cương quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Thứ ba, tổ chức tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền người dân về kỹ năng ứng phó với thiên tai bằng nhiều hình thức, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và hình ảnh, hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ tư, tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, báo cáo về tình hình, diễn biến, thiệt hại do thiên tai và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân về Văn phòng Bộ theo quy định. Số điện thoại 069 2299 150, 0913 555 323. Bên cạnh đó, lúc 13 giờ chiều 18 tháng 12, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Selawat đang ở vào khoảng 7,8 độ vĩ bắc, 125,7 độ kinh đông trên đất liền miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, có khả năng suy yếu thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ hôm nay 18 tháng 12 có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhận định về xu hướng thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường ở phía Bắc và lấn sâu hơn xuống phía Nam từ ngày 22 đến 23 tháng 12, khả năng được bổ sung thêm. Ngoài ra, bão Selawat có khả năng đi vào phía Đông Nam Biển Đông từ ngày 19 đến 20 tháng 12. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía Nam, vắt qua Trung Trung Bộ, hoạt động ổn định. Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý, thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, đề phòng cháy nổ, chập điện. Từ đêm 18 tháng 12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thời tiết trên đất liền Nam Bộ có mây thay đổi. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc, gió Đông Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,5 mét. Thời tiết đất liền thành phố Hồ Chí Minh có mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Vùng biển thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa tổ chức triệt phá một đường dây buôn bán tàng trữ pháo nổ quy mô lớn tại huyện Đức Trọng. Số pháo hiện lên đến 623 kg tại nhà Lê Minh Trực, 34 tuổi, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Thông tin ban đầu, qua thời gian điều tra, công an đã bắt quả tang Lê Quy Tuyên, 31 tuổi, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, đang giao dịch mua bán pháo nổ với Lê Minh Trực tại một ngôi nhà trên đường Bạch Đằng. Hình thức liên lạc mua bán pháo nổ của hai người này là qua mạng xã hội.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là một nhóm liều lĩnh hoạt động có tổ chức và đặc biệt tinh vi, dẫn cá nhân liên quan luôn theo dõi cách liên lạc, giao dịch nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Cụ thể, khám xét ngôi nhà của Trực, cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều loại pháo nổ với tổng khối lượng 623 kg. Tại đây có các loại pháo dây, pháo bánh, pháo ông sư, pháo hoa dạng ống dài cùng pháo hoa nổ loại 36 viên, 49 viên và 100 viên. Bước đầu, những cá nhân liên quan đều thừa nhận hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép. Lê Minh Trực khai nhận toàn bộ 623 kg pháo do người này mua thông qua mạng xã hội Facebook, rồi thông qua mạng xã hội bán kiếm lời. Vụ việc bữa ăn bán trú chỉ có 2 gói mì tôm chan cơm cho 11 học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã khiến dư luận dậy sóng. Trên trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ nỗi xót xa với những hình ảnh học sinh ăn cơm chan mì tôm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Một luồng ý kiến khác thể hiện sự phẫn nộ và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ việc, nếu có sai phạm của tập thể hay cá nhân nào cần xử lý nghiêm. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc là theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai do Chủ tịch huyện Đinh Văn Đăng ký. Tại buổi làm việc ngày 17 tháng 12, sau khi nghe ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 giải trình cùng ý kiến của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà xác định hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường này, bữa ăn có 2 gói mì tôm chan cơm của 11 học sinh là có thật. Tuy nhiên, để có đầy đủ các căn cứ, dữ liệu thực hiện các nội dung xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, cần phải kiểm tra xác minh, làm rõ thêm nội dung phản ánh. Theo phóng sự của VTV24, tối 16 tháng 12, bữa ăn bán trú tại trường Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bất thường, bị cắt xén. Mỗi mâm 11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm nấu loãng, pha với cơm, trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được 1 gói mì tôm và 1 quả trứng. Với bữa trưa và tối, học sinh được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bảng ghi ngày 14 tháng 11. Ngoài rau, thực phẩm cho hai bữa còn có 14kg thịt lợn và 11kg xương. Thậm chí, rau ở bếp bị thối, học sinh được huy động xuống nhặt. Trong phóng sự, hiệu trưởng nói khẩu phần ăn cho học sinh vẫn đầy đủ, như bữa ăn chỉ có giò và canh rau là theo thực đơn đã đưa ra, số rau hỏng được ghi hình không sử dụng để chế biến. Tuy nhiên, nhân viên nấu ăn của trường cho biết tình trạng thiếu đồ ăn thường xuyên xảy ra. Thậm chí, nhà vệ sinh còn thiếu giấy khiến các em phải sử dụng lá su su thay thế. Ở một bữa ăn khác, hiệu trưởng vẫn khẳng định bữa ăn đầy đủ, trong khi học sinh nói chưa no, gấp hết thức ăn vẫn chưa ăn hết cơm trắng. Nhân viên nấu ăn cho biết số thực phẩm được nhận để nấu chỉ bằng 1/3 so với định lượng được công khai. Liên quan đến vụ việc 11 học sinh bán trú ăn chung 2 gói mì tôm chan cơm gây xôn xao dư luận, sáng 18 tháng 12, trao đổi với báo Người Lao động, ông Bùi Văn Tiến, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi họp, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 trong 15 ngày kể từ ngày 17 tháng 12. Hiện, huyện đã lập đoàn kiểm tra liên ngành, xác minh vụ việc, nếu có sai phạm, phòng sẽ đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó, ông Tiến khẳng định, chiều hôm qua và sáng hôm nay, đoàn đang tiếp tục xác minh. Việc xử lý cần phải chờ vào kết quả của đoàn. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin ngay. Trước đó, như báo Người Lao động đã đưa tin, tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 diễn ra sự việc lùm xùm, gây nhiều tranh cãi về bữa ăn bán trú của học sinh. Theo khẩu phần ghi trên bảng nhà trường, mỗi em được ăn 1 gói mì tôm, 1 quả trứng. Nhưng thực tế, nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì tôm chan với cơm. Trường có tổng số 174 học sinh bán trú hưởng chế độ ăn sáng này. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh bán trú của trường cũng được phản ánh là kém chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ngày 17 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện và ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà. Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 đã báo cáo giải trình toàn bộ sự việc liên quan. Tiếp nhận, nắm bắt thông tin và nghe ý kiến giải trình, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà yêu cầu thành lập tổ kiểm tra gồm Thanh tra huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thu Phố khẩn trương xác minh, làm rõ những nội dung báo chí phản ánh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm nếu có vi phạm xảy ra. Việc báo cáo của trường, của ngành cần phải trung thực, khách quan, trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và những người liên quan cần được xác định rõ.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà cần ổn định hoạt động giáo dục, công tác bán trú, nội trú, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 để phục vụ công tác điều tra, xác minh thông tin. Cũng liên quan đến việc ăn bán trú của học sinh, các quy định để tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng, an toàn đã có, nhưng để phát hiện ra những bữa ăn bán trú không bảo đảm vệ sinh vừa qua do học sinh phản ánh, phụ huynh canh me, chứ không phải con đường công khai kiểm tra giám sát. Hà Nội hiện có gần 1 triệu học sinh ăn bán trú mỗi ngày, trong đó khoảng một nửa là trẻ mầm non, còn lại là học sinh phổ thông. Phần lớn các trường phổ thông đều ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm để chế biến tại trường hoặc vận chuyển suất ăn từ bên ngoài vào. Hiện, một số trường của Hà Nội đã thành lập tổ giám sát an toàn thực phẩm có ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia. Ban giám hiệu nhà trường phân công lịch trực nhận thực phẩm cho các lớp, đến lớp nào trực thì đại diện ban phụ huynh lớp đó sẽ đến kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, vẫn có những bức xúc xung quanh suất ăn bán trú của một vài trường. Mới đây, các phụ huynh có con ở trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội phản ánh suất cơm của con ở trường có giá 32.000 đồng nhưng thức ăn chỉ có vài món lèo tèo. Có bữa khay cơm chỉ có ít rau, một miếng giò và vài ba miếng chả cá. Bữa khác, suất ăn cũng chỉ có một ít khoai tây, ba bốn miếng cá chiên giòn nhỏ và thay miếng giò bằng thịt lợn. Sau khi báo chí phản ánh, ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa đã làm việc với công ty cung cấp suất ăn và nhận lỗi thiếu sót trong việc giám sát khâu chia khẩu phần ăn. Không chỉ ở Hà Nội, suất ăn bán trú của học sinh tại nhiều trường ở thành phố Hồ Chí Minh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tại thành phố Thủ Đức, sau một số phản ánh của phụ huynh về thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh, một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã ngưng tổ chức bữa ăn bán trú và đổi nhà cung cấp khác. Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú, mời phụ huynh cùng tham gia công tác này và thông tin đầy đủ, khách quan để phụ huynh được biết. Từ ngày 6 tháng 11, 6 trường học trên địa bàn thành phố Thủ Đức tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh sau hơn một tuần tạm ngưng công tác bán trú. Đó là các trường gồm Tiểu học Phú Hữu, Tiểu học Trường Thạnh, Tiểu học Phước Thạnh, Tiểu học Long Thạnh Mỹ, Trung học cơ sở Trường Thạnh và Trung học cơ sở Phú Hữu đồng loạt tổ chức lại bữa ăn bán trú sau khi tìm được nhà cung cấp mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cũng đã tổ chức kế hoạch kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm học 2023-2024 trong tháng cao điểm từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11. Khi các cơ quan chức năng chưa giám sát hết được tất cả các bữa ăn bán trú thì để tạo niềm tin cho phụ huynh, nhiều trường đã công khai quy trình thực hiện bữa ăn bán trú có sự giám sát của phụ huynh. Tại trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, khi thực phẩm được chuyển đến khu vực bếp ăn nhà trường, tổ giám sát gồm đại diện ban giám hiệu, công đoàn, giáo viên, phụ huynh học sinh đã tiến hành kiểm tra nhãn mác và cân, đếm từng loại, đồng thời đối chiếu thực đơn hàng ngày của trường. Bà Nguyễn Phương Hoa, hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tuy cho hay, cùng với việc chọn đơn vị cung ứng thực phẩm đủ tư cách pháp lý, thì một trong những giải pháp được duy trì hàng ngày là tổ chức giám sát nguyên liệu đầu vào. Phụ huynh có thể kiểm tra đột xuất bất kỳ khâu nào. Trong khi đó, tại trường Tiểu học Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, từ 6 giờ 30 phút hàng ngày đều có tổ chức thực phẩm gồm đại diện ban giám hiệu, nhân viên phụ trách bán trú, bếp trưởng, nhân viên y tế, đại diện giáo viên chủ nhiệm và đại diện phụ huynh học sinh của các lớp xuống bếp ăn kiểm tra chặt chẽ việc tiếp nhận thực phẩm và kiểm thực 3 bước gồm kiểm tra trước khi chế biến, kiểm tra trong quá trình chế biến thức ăn và kiểm tra trước khi ăn. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, cùng với việc lựa chọn một đơn vị cung cấp suất ăn uy tín, nấu trực tiếp tại bếp của nhà trường, trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, ban giám hiệu cùng phụ huynh học sinh thường xuyên giám sát nguồn cung ứng thực phẩm, quá trình chế biến và định lượng suất ăn cho học sinh. Tuy nhiên, số cơ sở giáo dục thực hiện được quy trình bữa ăn bán trú như trên chưa nhiều. Lý giải cho điều này, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo, một quận tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động bán trú thực sự rất vất vả, vì nếu không may xảy ra bất kỳ một sơ suất nào thì người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện. Theo nguyên tắc, để có một bữa ăn bán trú, điều đầu tiên là phải an toàn, thứ hai mới đến khẩu phần ăn, thứ ba mới là ngon. Theo Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có gần 40% số trường có bếp ăn tập thể, căng tin chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tổ chức bữa ăn học đường còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức bữa ăn học đường còn chưa đáp ứng. Việc đầu tư xây dựng thực đơn, chất lượng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý, đủ thành phần chưa được thực hiện tốt, chưa dựa trên nhu cầu năng lượng của lứa tuổi.